Ngày 17 tháng 3 tại Hà Nội, trong khuôn khổ tháng thanh niên năm 2023, Ban Bí thư Trung đoàn tổ chức diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ, hành động của đoàn. Đây là diễn đàn để Ban Bí thư Trung đoàn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước, đồng thời trao đổi về những giải pháp của đoàn, hội, đội để thực hiện những vấn đề mà các bạn trẻ đang quan tâm, đặc biệt là việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã vận hành website doithoai.doanthanhniên.vn để tiếp nhận các câu hỏi của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi gửi tới Ban Bí thư Trung đoàn. Đến nay, Ban Bí thư Trung đoàn đã nhận được gần 3.000 các ý kiến, sáng kiến và nguyện vọng của đoàn viên thanh thiếu nhi. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn trong cả nước, 22 tổ chức đoàn hội ngoài nước đã đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp với mong muốn giải quyết các vấn đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách thiết thực, xây dựng tổ chức đoàn ngày một vững mạnh, tạo nên sự gắn kết giữa đoàn và thế hệ trẻ cả trong và ngoài nước. Tổng cộng có tất cả 11.012 điểm cầu trong và ngoài nước tiếp sóng tham dự chương trình trực tuyến, 281.118 cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên theo dõi chương trình trực tiếp tại các điểm cầu và hàng triệu đoàn viên thanh niên theo dõi trên các nền tảng số của đoàn. Có 11.885 trang mạng xã hội chia sẻ trực tiếp diễn đàn. Diễn đàn được tổ chức với hai phần. Phần 1, phát huy sức trẻ, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phần 2, đồng hành, tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Điểm mới của năm nay, Ban Bí thư Trung đoàn cùng tập thể lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung đoàn, Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Đồng đội Trung ương trao đổi, chia sẻ và giải đáp các vấn đề của đoàn viên thanh thiếu nhi. Cùng với đó, việc tiếp nhận các câu hỏi và trả lời các câu hỏi của đoàn viên thanh thiếu nhi được thực hiện thông qua website của diễn đàn. Việc vận hành và đổi mới cách thức tiếp nhận câu hỏi và trả lời các câu hỏi của đoàn viên thanh thiếu nhi là cách làm mới, ứng dụng chuyển đổi số trong việc tổ chức diễn đàn, vừa thuận tiện trong việc gửi ý kiến và tiếp nhận ý kiến, vừa có thể giải đáp được luôn các kiến nghị, ý kiến của đoàn viên thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Trong suốt thời điểm diễn ra chương trình, các trang mạng xã hội của đoàn, hội, đội cũng đồng thời tiếp nhận các câu hỏi thông qua bình luận trực tiếp tại các bài viết và Ban Bí thư Trung đoàn cũng tương tác trực tiếp trả lời các câu hỏi, kiến nghị của đoàn viên thanh thiếu nhi. Trước hết thay mặt Ban Bí thư